Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay kênh của tôi muốn giới thiệu các bạn một cái căn chung cư có diện tích là 97 m², gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, hai vệ sinh, một bếp và có một lô gia nữa. Thì sau đây chúng ta sẽ tiến hành đột kích vào bên trong cái căn chung cư này để thăm chủ nhà của chúng ta. Vâng, đây là chủ nhà của chúng ta, anh Hòa. Xin chào anh Hòa. Chào các bạn. Vâng. Thì anh Hòa có thể chia sẻ cho mọi người cái không gian của cái căn chung cư này để những ai mà có cái nhu cầu, có cái diện tích tương tự thì họ có thể tham khảo được cái bố trí xung quanh nội thất của cái căn này không ạ? Chào các bạn, căn hộ chung cư của mình thì tổng diện tích là 97 m², gồm có hai phòng ngủ, hai vệ sinh, một phòng bếp và một phòng khách. Vâng, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bắt đầu từ phía bên ngoài đi. Ok, các bạn nhìn đấy, thì trước khi bước vào thì chúng ta sẽ có một cái cánh cửa này nhìn rất là lạ anh Hòa, anh có thể chỉ cho mọi người xem là cái cánh cửa này làm chất liệu gì không nhỉ? Đây là cánh cửa làm bằng chất liệu thép, nhập khẩu thép trực tiếp từ Hàn Quốc. Có chức năng là chống cháy, đúng có khả năng chống ồn rất tốt. Chống ồn rất tốt đúng không ạ? Cửa này có nhẹ không anh thử đóng cái cánh cửa vào xem cho mọi người thử cảm giác. Cửa này thì làm bằng thép có độ dày 0,6 mm. Và được đóng thành hộp đúng không ạ? Ok, thế thì trước đây thì hầu như tôi thấy là các chung cư là làm bằng cửa gỗ đúng không anh? Chung cư đa số là bằng cửa gỗ, một là gỗ công nghiệp hoặc gỗ tự nhiên. Cái này là cái cũng là xu thế mới đấy đúng không ạ? Đúng rồi. Cái cửa này anh mua có đắt không ạ? Cái tầm tiền là bao nhiêu? Cửa này tôi mua khoảng tầm cả thi công là tầm khoảng gần 10 triệu. Gần 10 triệu đúng không ạ? Đó, có tác dụng là chống cháy mà nhẹ thì tôi thấy đây một cái xu thế rất là mới. Mắt thần luôn. Mắt thần nhìn ra bên ngoài. Thế ạ. Rồi ok, rất là hay. Rồi tiếp theo đến là đây là cái căn để đồ của gia chủ. Đây là khu vực để tủ giày. Giày đồ đá. Đồ về vật cầu lông hoặc là vật tennis. Vâng, cái gỗ này là gỗ gì đây anh? Đây là gỗ công nghiệp của An Cường. Của An Cường thì nổi tiếng rồi. Phân phối. Vâng. Rồi thì bây bắt tiếp đến là các bạn nhìn thấy cái không gian phòng khách. Đó, thì các bạn xem là sát qua nhá, cái kệ tivi. Đây cũng là gỗ An Cường luôn, đúng không ạ? Gỗ An Cường. Cái này là chống ẩm ấy chứ anh? Chống ẩm, cốt xanh chống ẩm. Cốt xanh chống ẩm đúng không ạ? Thì thiết kế ở đây thì khá hợp lý, khi các bạn có thể để ý là khi mà chúng ta khách hàng đi từ cửa chính vào thì sẽ là đi thẳng tắt đến chỗ phần tường kia. Và sau đó thì rẽ trái vào khu vực phòng bếp. Rồi ok ạ. Thì không bị vướng. Đó. Trước kia thì đây là cái căn nhà mình cải tạo, thì trước kia chủ đầu tư họ để cái phần sofa vào vị trí bên phải này và phần tivi bên trái. Sau đó thì mình có nhờ công ty thiết kế lại thì họ tư vấn cho mình là cái phần sofa sẽ để ở vị trí này và phần tivi để ở đây, thì khi đấy thì sẽ không bị vướng nữa, như thiết kế cũ là đang bị vướng. Sofa các bạn tưởng tượng là sofa để ở đây thì khi người ta đi vào người ta sẽ phải đi đúng vào rồi. Đây và tránh đúng rồi lách đúng rất không là vướng. Để ở đây thì rất là hợp lý. Rồi ok ạ, thì có thể đếm mấy viên gạch, các bạn nhìn thấy mấy viên gạch đây, coi như là 1, 2, 3, 4, coi như là 4 viên đúng không ạ? Viên này 50 đúng không ạ? 2 m. 60, viên này 600. 60 ạ. 600 x 600. Gần 2,5 m. Ok. Cái đồ đạc này thì là bên đơn vị thiết kế là mình đặt luôn hay là mình tự mua chứ anh? Đặt riêng chứ. Phần hay mình đi chọn thôi. Phần đồ đạc nào ạ? Đây là cái kệ này, những cái kệ. Phần gỗ thì công ty nội thất sẽ làm. Còn những cái phần trang trí cây này thì là mình tự mua. Rồi ok. Tiếp đến là không gian của cái sofa thì bố trí được một ghế một bàn như thế này. Đó. Rồi các bạn tiến đến không gian tiếp theo là khu vực thờ của gia chủ. Thờ này là gỗ, làm bằng gỗ gì đây Hòa ơi? Thờ này cũng làm bằng gỗ công nghiệp của An Cường. Ok. Đó. Dưới này là chức năng là tủ ạ. Dưới này là để những cái đồ tủ. Đồ đạc đúng không ạ? Rồi, xin mời các bạn nhìn từ bên trong này quan sát ra. Đó. Sao lại họ lại để cái khe này như nào anh nhỉ? Đây là cái khe, tức là thường các cái căn chung cư sẽ bị kín gió. Thì nên những cái khe ở phần trên này thì là mình sẽ bố trí các cái hệ thống thoát khí. Rồi. Thoát khí nối giữa khu ban công và các cái phòng bên trong, phòng ngủ bên trong. Đấy các bạn nhìn quan sát ở kia nữa. Kia có khe thoát khí đây đúng không ạ? Có. Vâng. Rồi bây giờ có thể nhìn cái phần khe thoát khí ở đây. Đây có bố trí khe thoát khí ở vị trí này. Rồi ok. Và tiếp đến là chúng ta sẽ thăm đến là cái không gian. Đây các bạn nhìn thấy cái ngã ở đây, chúng ta đứng ở đây, cái số ghế sofa đấy ạ. Thì kế tiếp tôi là phòng ngủ số 1 này. Khu vực này khu vực nhà vệ sinh. Vệ sinh anh Hòa thì mở cho mọi người quan sát qua. Vệ sinh này bao nhiêu mét vuông anh nhỉ? Vệ sinh này khoảng
10 mét vuông. Rồi. Đó. Đó, anh lắp lên cái hệ thống tắm riêng. Ok. Rồi, có thể tôi quan sát vào bên trong này cho các bạn nhìn cho rõ. Đó, thì ở đây cũng chủ nhà có để một cái kệ rất là hay. Đây là cái kệ chắn giữa phòng vệ sinh và phòng bếp. Đấy, tạo một cái không gian tách biệt luôn. Vệ sinh và bếp. Rồi, còn đây là phòng ngủ số 1. Phòng ngủ này thì bao nhiêu mét vuông anh nhỉ? Phòng ngủ này khoảng 15 mét vuông. 15 mét vuông ạ. Và ban công. Và bố trí được một cái giường mét mấy ạ? Giường này mét 8. Mét 8 ạ. 2 mét. 8 2 mét kia là một cái lô ra ra. Ra ban công. À ban công ạ. À, cái bố trí cái máy giặt ở đấy đúng không anh? Và phơi máy phóng giặt, ở đấy hết. Máy giặt phơi ở đấy. Ok. Đó. Rồi, chúng ta quan sát tiếp về không gian chính của căn phòng, đó là cái khu vực phòng bếp. Thì tôi giới thiệu qua mọi người là anh Hòa thì là một cái chủ một cái cửa hàng chuyên bán về các cái thiết bị về đồ bếp. Đấy, ví dụ như tủ bếp, bàn bếp, rất là nhiều cái gì liên quan đến bếp. Thiết bị bếp. Vâng, đặc biệt là thiết bị thông minh anh Hòa nhỉ. Ok, bếp thông minh và thiết bị bếp như bếp từ, hút mùi, đồ gia dụng. Đấy, thì tí nữa chúng ta sẽ nhờ anh giới thiệu luôn. Đây các bạn quan sát cái không gian này. Cái chỗ này thì khoảng bao nhiêu mét vuông anh? Khu vực này khoảng 20 đến 25 mét vuông khoảng đấy. Ok, các bạn nhìn cái phối màu rất là hay. Đó. Bàn ăn này 4 người thôi đúng không ạ? Bàn này là mét. Bàn ăn có thêm bàn ăn này có thể bố trí 6 người. Kéo ra được ạ? 6 người. Kích thước 80 x 1m6. À, ok. Rồi, chúng ta xem sát lại cái kệ này. Rồi cái bếp này thì tôi thấy là cũng bố trí khá hay. Thì có cái căn ví dụ như anh bán về thiết bị bếp thì anh có cái gì đặc biệt về bếp không, anh có thể giới thiệu qua mọi người không ạ? Nhân tiện thì giới thiệu video này luôn. Trước tiên thì là cái phần tủ bếp thì mình cũng nhờ các cái đơn vị thiết kế là thiết kế một cái không gian tổng thể. Và họ sẽ thiết kế cho mình từng khu chức năng riêng. Vâng. Tức là khu bếp riêng và khu rửa riêng. Rồi. Rồi là khu tủ lạnh. Thì vâng. Ở đây mình sẽ lắp các cái phụ kiện thông minh. Ví dụ như là cái phụ kiện của cái thùng gạo, ví dụ thùng gạo này thì sẽ là lắp được âm tủ bên trong. À. Thông minh thì khi thông minh ở chỗ nào anh có thể show cho mọi người cái chỗ để gạo đâu anh nhỉ? Đấy, chỗ để gạo thì khi mình muốn cho gạo thì mình sẽ đổ khoảng 5 đến 10 cân gạo vào đây. Vâng. Đấy, sau đó thì khi anh có thể tôi quay tí. Đó, mọi người nhìn thấy chưa? Đấy, thì cái chế này tối chứa được tối đa là bao nhiêu cân anh? Ở đây thì khoảng 15 đến 20 cân. 15 20 cân đúng không ạ? Sau đấy thì khi mà người nấu ăn, người phụ nữ trong gia đình mà muốn nấu thì người ta sẽ căn lấy vào đây, cầm lấy từ đây thì nó sẽ khoảng tầm cứ một cái xoay đấy là 200 đến đấy, khoảng 200 đến khoảng 500 gram, trung bình khoảng 500 gram. Rồi. Đấy thì người ta sẽ rút ra đây và để lấy ra trong này. Đấy, và rất là tiện. Vào nồi cơm. Đúng không ạ? Mà đặc biệt nó lại bố trí ở trong ngay cái tủ bếp đúng không? Nhưng rất là nhiều nhà thì lại cho cái thùng, cái xô nó rất là nó không đẹp. Nó không đẹp mà nó lại chướng diện tích. Ok ạ. Thế thì cái này là khu vực để bát đúng không ạ hay là gì ạ? Đây là khu vực để những cái đồ chuẩn bị cho đồ nấu ăn, ví dụ như là những cái giấy để lấy thức ăn. Vâng. Thế thì cái này cái tủ này có cái gì đặc biệt so với những cái tủ khác không ạ? Cái tủ này thì dùng phụ kiện thông minh, tức là có khả năng giảm chấn. Thường là những cái phụ kiện giá rẻ thì khi mà mình đóng vào thì nó sẽ kêu cộp một cái. Vâng. Với cái phụ kiện này thì mình đóng rất là nhẹ. Anh có thể lắm cho mọi người xem không? Vâng. Tay giảm chấn. Đấy, tự động đóng lại. Tự động đóng lại đúng không? Như những tủ khác là mình bập phát nó kêu luôn đúng không? Nghe rất là êm. Đấy, rất là hay đúng không? Ngoài ra đây có giá để gia vị. Rồi. Đấy thì một là nó cũng có chức năng giảm chấn, tức là khi mà đóng vào đây nó sẽ tự động là đóng vào cho nhẹ nhàng, đóng vào cho mình. Rồi đấy. Tức là nó ở cái thiết bị đúng không anh? Cái dây. À rồi. Và cái khi mà cái giá gia vị này để ở dưới và để trong âm tủ thì nó tạo thói quen cho những người dùng bếp, tức là một thói quen gọn gàng. Thường là mọi người Việt thì có hay thói quen là khi mà mình để đồ nấu ăn ở đây, để những gia vị ở đây, đúng rồi, thì nó sẽ không đẹp. Rồi, không rồi. Đẹp và bụi vào nhìn rất xấu. Thế khi mình mọi người nấu ăn để đây, xong để ngay tại đây, xong đóng vào thì nhìn rất đẹp, một cái phòng bếp rất là đẹp. Đấy, đúng là chủ cửa hàng bếp có khác. Thế thì đây là cái thiết bị hút mùi đúng không anh? Anh có cái gì đặc biệt không anh? Độc lập. Đây hút mùi độc lập thì nó có những chức năng to nhỏ công suất thôi. Rồi 1, 2, 3 và chức năng về ánh sáng. Vâng. Đấy. Ok. Hai con. 2, 3. Đấy thì rồi. Khi mà ở đây thì nó sẽ có các khe hút ở quanh đây. À. Khi mà chúng ta nấu ăn thì
cái hút bụi nó sẽ hút vào các cái khe này. Vâng. Còn cái bếp từ ở đây, bếp từ đúng không anh? Đây bếp từ. Vâng, anh tắt đi cho nó đỡ kêu. Cái bếp từ này thì có cái điều gì hay không anh? Hiện tại ở thị trường Việt Nam thì đang có xu hướng chuyển đổi các bếp ga sang bếp từ. À, đúng rồi, tôi thấy xu thế rất là lớn. Xu thế rất là lớn, bởi vì là bếp từ nó có tính an toàn rất là cao và không bị đóng, đặc biệt là không bị đóng. Thì chúng ta có thể tưởng tượng là ví dụ như mùa hè mà một người phụ nữ nấu cơm thì ví dụ dùng bếp ga thì rất là nóng, nóng bức và khó chịu. À. Với cái thiết bị bếp từ này thì nó làm nóng bằng các thiết bị kim loại bằng cái sóng từ. Tức là toàn bộ cái phần kim loại của cái ví dụ cái nồi này nó sẽ hút toàn bộ cái sóng từ và nó sẽ không tỏa cả nhiệt ra bên ngoài như bếp ga. Toàn bộ thì nó một nó giúp tiết kiệm điện, cái thứ hai là nó an toàn. Vâng. Thế anh có thể giới thiệu qua cái chức năng bấm tắt này, nó có cái gì nổi trội hơn so với cái bếp từ khác không ạ? Cái bếp từ này thì có những điểm đặc biệt, ví dụ như là có khả năng chức năng khóa trẻ em. Tức là thường to nhỏ là ở đây đúng không? Đấy, anh thường bật đây. Đấy, đây là theo watt. Rồi. Đây là cho có chức năng theo tính theo watt hoặc là theo độ C. Rồi. Thì tối đa là 2000 watt. Rồi. Hoặc là nếu mà muốn chỉnh theo độ C thì sẽ chuyển theo chức năng độ C. Đây ở đây. Ở đây thì nó hiện ra độ C ở đây. Ở đây có đã độ C đây. Rồi. Chế độ theo nhiệt độ C, tức là chỉ theo độ C, khi mà mình để chế độ 80 độ C thì có thể phù hợp với lại chế độ trên xào. Vâng. Cao nhất là 240 đúng không? Cao nhất là 240 độ C. Rồi, ok. Thế cái nút bên đây là chuyển đổi đúng không? Chọn giữa chuyển đổi giữa watt chế độ và watt, độ C và thời gian. Chúng ta có thể hẹn thời gian. Rồi, thời gian tắt của bếp. À. 1 phút, 2 phút hoặc là 5 10 phút. Rồi rồi, ok. Tùy theo cái nhu cầu sử dụng của người nấu ăn. Còn cái chiếc nút này là khóa trẻ em. Chúng ta khóa trẻ em. Giúp là khi mà chúng ta ấn vào đây, ví dụ như ấn vào đây khoảng tầm 3 giây. Thì bếp sẽ thể hiện cái chức năng khóa trẻ em, tức là khi mà trẻ em động vào những cái nút này thì sẽ không có sự thay đổi gì ở chức năng của bếp. Đấy. Ok, bên kia thì cũng tương tự đúng bên không? Bên này cũng tương tự. Rồi. Ok, rất hay. Đấy, đúng là chủ cửa hàng bán bếp cũng khác. Thì nếu các bạn có cái vấn đề gì về bếp thì cứ liên hệ với anh Hòa để anh sẽ tư vấn. Cái chạm bát này tôi thấy khá đặc biệt, thì có cái chức năng cái dây của nó cũng hay nhở anh nhở. Chức năng đây gì vậy? Đây là cái chạm bát cố định của phụ kiện Hetic của An Cường. À. Thì nó làm inox 304. À. Nó sẽ không bị hen gì như inox 201. Đóng cái này thì nó có kêu không anh? Nó bị sập đúng không? Cái này thì nó cũng đóng, cái này thì nó cũng tự động đóng cho mình. À. Đấy. Cái này đấy, tự đóng cái này sẽ tự động đóng. À, tự động nó từ từ đúng không? Rồi. Đây là volume. Rồi, ok, rất nhẹ nhàng. Ok anh. Ngoài ra có thùng rác, ví dụ phần thùng rác ở đây, thùng rác thì sẽ bố trí ở phía dưới, thường là bố trí phần phía dưới của chậu rửa. Thùng rác nó sẽ tự động. À, tức là tự khi mở ra thì thùng rác nó sẽ rồi. Mở ra cho mình. Rồi, ok anh. Thế thì đầu tư một cái căn bếp như thế này thì có đắt không anh? Những cái thiết bị như thế này. Một đầu tư căn bếp như này nếu mà tất cả thì nó sẽ trung bình khoảng tầm 30 đến 50 triệu. 30 50 triệu đúng không ạ? Với là cao cấp hơn thì có thể là 70 đến 80. À. Tức là bên anh là có cả phần thi công bếp luôn đúng không? Cho thế bên mình cung cấp toàn bộ một cái giải pháp toàn diện về không gian bếp. À. Thiết kế và thi công tủ bếp, ngoài ra là sẽ về phụ kiện tủ bếp. Rồi, tủ bếp trộn, vòi rửa, mặt đá, kính ốp bếp, bếp từ hút mùi, đồ gia dụng. Ok. Tất cả những thứ trong rất hay. Tủ này là tủ bao nhiêu lít đây anh? Tủ lạnh đây là tủ lạnh size by size 582 lít của Hitachi. To, anh thử mở qua cho mọi người quan sát được không? Cái này có chức năng gì hay đặc biệt không anh so với những cái tủ bình thường ấy? Tức là tủ này thì có chức năng tức là giữ cái độ tươi của rau quả rất là lâu. À. Tức là rau vợ mình để rau quả khoảng 2 tuần không vấn đề gì. À đấy à. Với tủ khác thì chắc không được. Giá rẻ khác thì nó sẽ bị đóng băng. Đúng rồi. Cái ngoài này là cái gì đấy anh? Cái ngoài này là lấy cái đá. Lấy đá bên ngoài. Tức là tự nhiên là lấy đá luôn lấy bên đá, ngoài. Cục đá bên ngoài. À thế anh em thử lấy một cốc được không? Cho cái này hiện tại tức mình không mùa đông nên là mình không cho nước vào đây. Rồi tức là mình không phải mở tủ mà lấy luôn ở đây đúng không? Ok. Đấy các bạn nhìn thấy. Đấy. Đấy có thể đây các bạn lấy đá xay hoặc là đá xay nhỏ, xay nhuyễn hoặc là đá to. Rồi ok. Cái tủ này có đắt không anh? Tủ này mình mua 46 triệu. À, rất hoành tráng ấy. Rồi, thì bây giờ xin mời các bạn ngắm tiếp đến cái không gian phòng ngủ chính của hai vợ chồng. Ok, anh có thể anh vào anh giới thiệu cho mọi người ạ. Chào các bạn, thì đây là phần cái tủ quần áo của mình. Cũng là gỗ An Cường luôn đúng không anh? Gỗ An Cường và bề mặt là acrylic. À. Thì cũng là phần
sẽ có phần tủ phần dưới là để những cái quần áo dùng hàng ngày, còn những cái phần trên thì có thể để đồ luôn. dự trữ, Ok, đồ quần áo dự trữ, à, kết hợp luôn với cái tủ sách ở đây đúng cái không? tủ sách. Rồi, gương, bàn trang điểm. Cái này là người ta thiết kế tổng thể luôn cho mình đấy đúng không? Đây, người ta thiết kế tổng thể luôn. Ok. Cái giường này mét mấy đấy anh? Cái giường này 2 mét. Giường 2 Cái mét. giường 2 mét. Đấy, rất rộng rãi thoải mái luôn. 2 mét. Tuyệt vời. Cái này có đèn không anh? Trên trần này. À, có này có đèn hắt. Đấy, đèn hắt. Đó. Ngoài ra là Nhìn cái rất đèn ấm này cao cúng. thì sẽ đổi màu được. Đổi 3 màu. À. Tức là mỗi một lần bật tắt nó lại đổi Đổi màu. màu, 3 màu. Ok. Còn những cái này là khe thông gió đây. Khe hắt sáng, Khe khe hắt sáng, sáng. ok. Rồi, và cái phòng ngủ này thì có một cái điều đặc biệt, cái khu vệ sinh này. Đấy, chắc là anh cũng cải tiến rất là nhiều khu vệ sinh này đúng Đây, khu vệ không? sinh này mình rất thích cái giải pháp thiết kế của kiến trúc sư, là mình rất là thích, tức là cái phần tường bằng kính cường lực. À. Cái này thiết kế này nó giống với các thiết kế tại các khách sạn 4 hoặc 5 sao, Đúng rồi. nhìn nó rất là sang trọng và Khu đấy là nhìn rộng phết nhỉ, khoảng bao nhiêu mét vuông đấy anh? khu này khoảng 8 mét vuông, trung bình 8. Đấy, thì các bạn nhìn thấy có cái kính cường lực rất hay này. Ví dụ như là chúng ta có thể nhìn vào bên trong hoặc là có thể có cái rèm ra đúng không? Thì một không gian rất là phù hợp cho vợ chồng. Rất tuyệt vời, tôi cũng rất là thích Đấy, ngoài ra cái cái này. khu vệ sinh này thì cũng lắp vách kính tắm, vách kính tắm ở đây, thì khi À. đấy mùa đông thì tắm thì nó sẽ không bị tỏa nhiệt, không bị lạnh. À, cái này có Mà anh đang đóng đóng cái cửa xem nào. Không, cái cửa cửa đây, cửa 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 này đóng được đúng không? Cái đây cửa. đây là cửa trượt, Cửa đóng trượt. cửa trượt. Ok. Rồi, rất hay. Cái này kéo ra lại nhỉ. Ok. Đấy. Ok, rất tuyệt vời. Rồi, Đấy, tôi đây là kính của kính cường lực đây luôn. phần này, đây phần này là gương đó, phần gương, đây phần gương Đây đấy, gương đây. Kết hợp gương và kết hợp gương tủ và tủ luôn. luôn. Ok, để đồ. Rồi, bây giờ tôi sẽ đột kích vào bên trong để xem qua gạch. Đó, chất liệu cái gạch này rất hay. Đấy, chúng Sắm một ta cái phòng tắm như thế này có đắt tiền không anh Hòa? phòng tắm như này thì trung bình khoảng 15 triệu, trung bình. Tất cả thiết bị này luôn đấy. Không, tự ý là tôi nói là tất cả các thiết bị cơ. Tất cả các thiết bị thì nó khoảng về phải 20, tầm khoảng 20 triệu. 20 triệu đúng không ạ? Đấy, nhưng mà 20 triệu các bạn bỏ ra như này thì là được một cái phòng ngủ rất hay. À, cái phòng phòng tắm rất hay. Đó, và đặc biệt là lại cạnh luôn cái không gian ngủ. Đó, rất rất Với tuyệt thiết vời, kế tôi này rất thì thích cái phù hợp này. với các cặp vợ chồng trẻ. Rồi, ok. Rồi, chúng ta sẽ cùng ngắm lại tổng thể một công trình. Cái căn chung cư này từ phòng ngủ đi ra khu vực bếp. Ok. Phòng ngủ số 1. Ngủ này thì phải đi vệ sinh ra bên ngoài này và khu vực phòng khách. Ok. Rồi, rất là cảm ơn anh Hòa đã chia sẻ cho mọi người một cái không gian của một cái căn chung cư để những ai mà có cái nhu cầu hoặc cái diện tích tương tự họ có thể tham khảo. Đấy, xin chào hẹn gặp lại các bạn ở những cái chia sẻ video tiếp theo. Chào các bạn. Nhớ subscribe kênh của tôi, đăng ký kênh để sẽ nhận được nhiều video chia sẻ hơn nữa. Xin chào.